tay của em là nó bị đau cái chỗ này, cái như là dơ lên như vậy nè, nó đau. Rồi cầm cái gì nặng nó miếng nó đau ở bên trong. Chằng chằng nó đau cái gì. Cái hồi trước thì nó đau cái cơ, xong rồi em cứ nắng bóp cái thì giờ cái cơ nó đỡ đau rồi. Mà sờ và xem là bây giờ sờ và xem. Em kéo cái tay ra như vậy. Để em kéo vào tay kia đây. Mọi người ơi, kiểm tra này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem. Rồi, ai phát hiện ra điều gì ra đây sờ hai cái tay. Nào mọi người ra đây để xem phát hiện ra điều gì. Rồi, chị rớt rớt mình ra xem nào. Mọi người có cảm nhận thấy không? Thấy sao? Kiểm tra hai bên đi, so sánh. Nãy giờ em ngồi bóp. Không sao, nhưng mà bóp thì bóp. Nhưng mà cái cảm nhận bình thường thì thấy sao? Tay không lạnh. Bên nóng không lạnh, bên đau thì nóng. Tay thì cứng. Đúng rồi. Bên này cứng hơn và nóng hơn đúng không? Bên này nó bị nóng hơn nè. Rồi là nó có cái viêm bên trong. Mọi người sờ xem. Thấy đúng không? Vừa nóng vừa cứng ha. Rồi, ok. Rồi bây giờ sẽ lấy cái đá lạnh chườm vào cho em. Cái này gọi là trường hợp sưng nóng đỏ đau, chúng ta sẽ ngay lập tức chườm lạnh căng tay. Xong rồi mình cầm cái viên đá lạnh á, mình áp vào chỗ đau. Đúng rồi. Mọi người nhớ là khi người ta đau á, người ta đau mà mình phải kiểm tra là cái bên đau ấy, và những cái chỗ xung quanh nó có nhiệt độ, nó có chênh lệch hay không. Việc đầu tiên là phải làm cái chuyện đó. Và khi mà nó có chênh lệch nhiệt độ, tức là nó nóng hơn thông thường, thì lúc này chúng ta ngay lập tức là phải chườm lạnh. Chúng ta không nên tác động khác vào, nó gây ra sưng tấy thêm. Sau khi mà áp đá lạnh vô chỗ đau thì lúc nãy giơ tay như vậy nó đau, bây giờ giơ nó hết đau. Thì trong trường hợp mà mình có kinh nghiệm rồi, cứ mỗi một lần mà mình sờ mà cái khu vực đấy nó nóng hơn cái khu vực xung quanh ấy, thì chúng ta sẽ lấy đá lạnh chúng ta chườm. Tất nhiên sẽ không có chườm mãi cái chỗ lạnh đấy và bằng đá lạnh đấy ở chỗ đấy, bởi vì là sau này khi mà nó đã khỏi rồi mà chúng ta mà còn tiếp tục chườm lạnh thì chúng ta sẽ bị phỏng. Nếu tiếp tục chườm lạnh chúng ta sẽ bị phỏng. Do đó mà chúng ta nhớ là chườm đến khi nào nó hết nóng lắm thì chúng ta sẽ chườm nóng lạnh xen kẽ nha. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.